viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời mình chót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó thôi đêm em trong tim, dù vui thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình. Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên em. Cho đến hôm nay với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm tôi dìu em lối về buồn, kể nhau nghe chuyện đời. Chúng mình ngơ ngác trong đêm trường, tôi chưa vơi niềm yêu thương. Như lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa trôi. Xa nhau mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu. Nỗi tiếc xa xôi ngày xưa anh nói là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình nảy chết như lá úa thu rơi, đường chân mồ côi tôi lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên em. Đêm về buồn không em. Thank you.
ta lớn lên cùng nhau. Thênh thang trong nắng mai, đôi ta vui bước trong tự do. Anh yêu kiếp lãng du, dòng chơi vui hát ca cùng em. Đôi ta như cánh chim cao bay trong nắng mai tươi hồng. Lãng du khắp nơi, anh với em cùng lênh đênh quên tháng ngày. Lãng du khắp nơi, anh ước mơ được ôm em trong giấc lòng. Lãng du khắp nơi, xin cánh tay chàng kề em dưới gối. Xin cho đôi ta yêu đắm say hương thời gian thêm ngất ngây đời phiêu lãng. Ôi đẹp thay, không chút chi đổi thay. Vì ta anh sẽ mang chân ta vui bước trên đường xa. Duyên ta như khúc ca, mong sao luôn mãi như ban đầu. Lãng du khắp nơi, anh với em cùng lênh đênh quên tháng ngày. Mơ được ôm em trong giấc mộng. Lãng du khắp nơi, xin cánh tay chàng kề em dưới gối. Xin cho đôi ta yêu đắm say hương thời gian thêm ngất ngây đời phiêu lãng. Ôi đẹp thay, cùng lênh đênh quên tháng ngày. Lãng du khắp nơi, anh ước mơ được ôm em trong giấc mộng. Lãng du khắp nơi, xin cánh tay chàng kề em dưới gối. Xin cho đôi ta yêu đắm say hương thời gian thêm ngất ngây đời phiêu lãng. Ôi đẹp thay, anh với em cùng lênh đênh quên tháng ngày. Lãng du khắp nơi, anh ước mơ được ôm em trong giấc mộng. Lãng du khắp nơi, xin cánh tay chàng kề em dưới gối. Xin cho đôi ta yêu đắm say hương thời gian thêm ngất ngây đời phiêu lãng. Ôi đẹp thay, đồng hương với nhau
về đây từ bốn phương trời, cũng như những người đang sinh sống trên cái mảnh đất quê hương. Tất cả chúng ta họp nhau đây trong cái dịp đặc biệt này để chúng ta gặp gỡ sau một thời gian dài, mỗi người một nơi, công ăn việc làm và vì hoàn cảnh mà chúng ta tha hương cầu thực bốn phương trời. Chúng ta dành thời gian này để về với nhau trên cái mảnh đất thiên nhiên, mảnh đất của truyền thống đức tin, mảnh đất là nơi chôn rau cắt rốn, là cái nơi tổ tiên ông bà chúng ta đã chọn và sinh sống và đã nằm xuống trên mảnh đất.
Vì hôm nay tất cả cộng đoàn dân Chúa tụ họp về đây để mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côn là một hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho mọi người, và nhất là một cái lời nhắn nhủ đầy yêu thương của Mẹ Maria đối với tất cả những người Kitô hữu, đó là hãy siêng năng lần hạt Mân Côn. Để chính nhờ sự siêng năng lần hạt Mân Côn đó mà Mẹ sẽ ban ơn cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân được bình an, được sống trọn vẹn niềm tin của mình, được hạnh phúc ở đời này, và nhất là hạnh phúc vô cùng trên thiên đàng đời sau với Chúa. Và cũng vui mừng vì tất cả con cái của giáo họ nước Nhĩ đã nhớ về cội nguồn của mình, nhớ về ông bà tổ tiên của mình, để rồi cùng tụ họp nhau đây. Từ xa xôi chúng ta thấy có cha đồng tế cha Việt, người con của họ nước Nhĩ từ giáo phận Xuân Lộc để trở về đây chia vui. Cũng như là nhóm đồng hương của ở tại Cam Ranh cũng là thu xếp công việc để trở về đây ở Cần Tráng luôn luôn. Tất cả mọi người nhớ về cội nguồn của mình, nhớ về công ơn ông bà tổ tiên ngày hôm nay, làm sao chúng ta có được những điều mà chúng ta rất là cảm tạ ơn Chúa, cũng nhờ ông bà tổ tiên, và trở về đây trong một cái tâm tình hân hoan và tâm tình hiếu mến để cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn Mẹ Maria đã thương gìn giữ ban cho chúng ta có được một đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chính niềm tin này sẽ dẫn dắt chúng ta dầu qua bao nhiêu vất vả gian nan trên đường đời, chúng ta vẫn tin rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, vẫn tin rằng Mẹ luôn luôn ngự trị trong gia đình của chúng ta.
thì dầu trải qua biết bao nhiêu gian nan khổ khó trong cuộc đời thì gia đình của chúng ta vẫn bình an, vẫn đứng vững để mà sống trọn niềm tin của mình, làm chứng cho Chúa giữa những người lương dân chung quanh chúng ta. Thì chớ gì trong thánh lễ hôm nay chúng ta còn họp nhau lại nơi đây, trước tiên là để cảm tạ Thiên Chúa, để nhớ về ông bà tổ tiên, để cùng cầu nguyện cho nhau để tất cả mọi gia đình con cháu của họ nước dĩ này thì được Thiên Chúa ban cho bình an, để rồi từ đó noi gương bắt chước ông bà tổ tiên của mình để làm chứng cho Chúa giữa những người lương dân, để lời cầu nguyện của chúng ta được xứng đáng. Thiên Chúa và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lời tại tôi mọi ngày, vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, cầm cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa thuận năng thương xót ta tội và dám đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng với Đức Kitô con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với người, hầu đáng được hạnh phúc cùng người sống lại vinh hiển, người hằng sống và hiển kỳ muôn đời. Amen. Kính mời cha đồng tế A Tọa, kính mời cộng đoàn đứng, kính mời ông biểu trưởng họ Đức Kỷ lên có đôi lời. Trọng kính cha hạt trưởng Bồng Sơn và cũng là cha sở của chúng con, kính thưa cha đồng hương, kính thưa quý sơ, kính thưa các cấp chính quyền, kính thưa quý ân nhân và hội đồng hương, con xin phép được đại diện cho tất cả bà con gốc họ gốc nước Nhĩ có đôi lời cảm tưởng. Trọng kính thưa quý cha,
quý sơ và tất cả bà con hội đồng hương xa gần đã có lòng hướng về cội nguồn, cho nên không quản ngại đường xá xa xôi, công ăn việc làm đã tập trung về đây hiệp thông cùng quý cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và cầu bình an cho họ gấp nước nỉ chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết dâng lời cầu xin Chúa và mẹ Maria mong côi trả công bồi thường.